Một chiếc bè mảng được người dân sử dụng để đi qua suối và vận chuyển hàng hóa cứu trợ. Hình ảnh này có thể bắt gặp tại bản Na Chừa, xã Mường Chanh, huyện Mường Lát, Thanh Hóa, nơi đang chịu ảnh hưởng nặng nề của đợt mưa lũ lớn vào cuối tháng 8 đầu tháng 9 vừa qua. Hàng trăm km đường liên thôn liên xã bị phá hủy, sạt lở nặng nề, nhiều cầu cống ở Mường Lát cũng bị lũ cuốn trôi. Để tiếp cận các bản làng xa xôi ở xã Mường Chanh, Quang Triều, Mường Lý, người dân địa phương phải đóng tạm những chiếc bè mảng bằng thân tre luồng để vượt qua sông suối bất chấp nguy hiểm rình rập. Ủy ban nhân dân huyện Mường Lát cho biết để đảm bảo giao thông vào xã Mường Chanh, lực lượng chức năng đang làm một cây cầu tạm bắc qua suối, dự kiến là hoàn thành trong vài ngày tới.